Sự luôn cái loại miến rong này nó rất là ngon, dai dai giòn giòn mà không hiểu sao ăn nó còn có cái vị ngầy ngậy cơ. Đây là miến rong của bạn Sùng Bầu nha, mình ăn trễ mỏ 1 cân mãi không hết. Tối nay thì chúng mình cùng ăn cái món là miến xào bắp cải thịt băm nhá. Mình thích ăn cái miến rong này bởi vì là nó khá phù hợp với cái chế độ ăn kiêng của mình. Một lần mình chỉ cần ăn 10 đến 15 cái sợi này thôi là nó căng cái bụng rồi. Mấy bà nhớ là ngâm tầm khoảng 10 phút thì nấu nó sẽ kiểu nhanh hơn ấy. Trong khoảng thời gian đợi miến chín thì mình sẽ đi chế biến rau dưa thịt thà nhá. Hôm nay là lần đầu tiên mình ăn cái bắp cải trái tim này mọi người ơi, mà không hiểu sao cái ruột nó rộng cột. Cái bắp cải này là 13.000, đắt nhờ. Mình sẽ đập một chút hành tím, tí nữa xào cho nó ngon. Thế đập như thế này thì còn dễ bóc vỏ hơn nữa và đỡ cay mắt. Về chiên xào nấu nướng thì mình đã chuyển sang hết cái kiểu dầu không calo rồi. Dùng mình cảm thấy vẫn ngon y như dầu thường mà không sợ bị tích thêm calo vào người đâu. Để là rất yên tâm. Làm cái món miến này thì nhanh cực, xào xáo một tí là xong. Xào cái hành thơm thơm một tí thì mình cho thịt vào thôi. Hôm trước mình đọc bình luận của mọi người mình mới được khai sáng, hóa ra là thịt băm ngoài Winmart ấy cũng có cái loại nó đỡ mỡ hơn, nên là hôm nay mình đã thử và ăn vẫn ngon như cái loại nhiều mỡ nha. Buổi tối thì mình thường ăn khá là nhiều rau để cho kiểu no lâu với cả hạn chế tinh bột lại ấy. Các bà thấy chưa, có 15 cái sợi miến mà nó nở phồng phình lên nhiều chưa. Cái này mà xào với cả một tí cái dầu hào như vậy á và cho thêm tiêu vào thì nhức cái nách thật sự luôn ấy. Xin mời ăn tới với mình nha. Dù mình đã ăn gần hết 1 cân rồi nhưng mà lần nào mình ăn cái miến này cũng cảm thấy rất đã cái vị giác, kiểu nó đúng cái hương vị mà mình thích ấy. Nếu mà bà nào chưa thử thì có thể tưởng tượng là nó giống cái miến khoai lang của Hàn Quốc á, nhưng ở một level ngon hơn và rẻ hơn. Ai mà chưa thử thì thử lệnh nha.